Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món chè đậu trắng, nước cốt dừa, nhưng mà mình sẽ nấu vào trong nồi Instant Pot cho nó nhanh nha các bạn. Bạn nào không có nồi Instant Pot mình nấu ở ngoài ha. Nhưng mà Instant Pot thì mình nấu sẽ nhanh hơn. Ở trong đây mình có 1,5 cup nếp. 1,5 cup nếp thì mình đông lên hôm nay là 248 gram. Thích ăn nhiều nước cốt dừa thì mình làm 2 lon. Đậu trắng hôm nay mình tìm cái hiệu mà mình thích á, là hiệu Bush á, thì đi chợ Việt Nam không có. Chợ đậu trắng này thì mình mua trong chợ Việt Nam thì người ta để là các bạn đặc biệt cho xôi, cho nấu chè và xôi nè các bạn. Đó. Thì mình chỉ cần 1 lon thôi. Bạn nào mà thích ăn nhiều thì bỏ nhiều, nhưng mà đừng bỏ nhiều quá thì nó sẽ bị đậu nhiều quá cũng không có ngon. Mình lại thích ăn nhiều nếp hơn là đậu, cho nên là mình bỏ 1,5 cup. Bạn nào mà thích ăn nhiều đậu thì để 1 cup thôi ha, và để một lon này là đủ rồi. Còn mình thích ăn nhiều nếp thì mình bỏ nhiều nếp ha. Đó, và một cái lá dứa này hôm nay mình tìm lá dứa tươi không có nên mình mua đông lạnh nha các bạn, mà mình không có xài hết cái nguyên cái bó lá dứa này đâu ha. Và bây giờ mình sẽ đi do nếp. Còn lá dứa thì mình phải rửa cho thiệt sạch, bởi vì trong cái lá dứa các bạn biết không, nó hay có cát, có gọi là gì, đất á các bạn. Cho nên mình phải rửa lá dứa cho thiệt nhiều, cho sạch nha. Mà ở trong đây mình chỉ cần có 3 cái lá dứa thôi ha. Mình rửa lá dứa nha. Lá dứa này á, là lá dứa này các bạn nhớ rửa kỹ giùm mình nè, bởi vì ở trong phía trong đây nè nó hay có cát lắm, cho nên là rửa không kỹ á, nó dơ mình nè, bụi bặm ở trong này nè, nhớ rửa kỹ giùm mình nha. Mình rửa từng lá một vậy nè các bạn thì nó mới sạch được. Hôm nay mình sẽ dùng cái nồi Instant Pot loại mini, tức là 3 quart đó nha các bạn. 3 quart thì gần 3 lít thôi chứ chưa tới 3 lít. Quart nó nhỏ hơn, nó ít hơn lít một chút xíu ha. Đó. Thì mình bỏ vào đây nếp. Mình do nếp thiệt kỹ nha các bạn. Và đây là mình bỏ vào đây 1,5 lít nước nha. Và trong đây có 3 cái cọng lá dứa, mà cọng lá dứa này thì nó cũng hơi to, cho nên là các bạn nhớ canh và bỏ vào liều lượng trong đây nha. 3 cọng lá dứa mình quấn lại ha. Và nửa muỗng cà phê muối, muối biển nha. Nửa teaspoon muối nha các bạn. Và mình không có bỏ đậu vào đây đâu nha, tại vì đậu mình mua thì người ta đã luộc sẵn rồi, nó mềm lắm các bạn. Cho nên là mình khoan bỏ vào đây nha. Bây giờ mình đậy nắp lại và mình nấu nha. Bạn lưu ý điều này giùm mình, khi mình nấu mình mở qua cái phần sealing nha các bạn. Và bây giờ mình xài cái rút, bởi vì cái loại này mini này á, Instant Pot loại này là loại duo, D-U-O nè, mini nè, thì nó sẽ có cái nút là pressure cook thay vì nút manual. Để mình cho các bạn xem gần nha. Đó. Đây, pressure cook. Thì mình cái nồi bình thường á thì nó sẽ là loại Lux, L-U-X á, thì cái nút này sẽ là manual, thì nó giống nhau hết nha các bạn. Bây giờ mình bấm nút pressure cook và mình bấm cái này thì các bạn nhìn nè, mình bấm cái này 7 phút thôi ha, bởi vì một lát mình bỏ cái đậu vô mình nấu tiếp nữa, cho nên bây giờ mình bấm 7 phút và mình để ở đây cho đến khi mà nó báo hiệu beep beep beep. Đó, một lát nó sẽ để chữ L-O-O-O, tức là L-0-0-0, nghĩa là nó đã xong rồi đó. Thì mình đừng có đụng tới cái nồi gọi là NPR, nghĩa là mình không đụng tới cái nồi này. Mình để cho nó tự động, nó ra hơi, rồi mình mới mở cái nắp ra nha các bạn. Và mình lưu ý nhắc các bạn phần này là, đây là bởi vì cái sở thích của mình ăn cái nếp hạt nó dẻo và nó sánh. Còn bạn nào mà thích ăn cái hạt nếp mà nó còn từng hạt á, thì bạn bấm 5 phút thôi. Nhưng mà mình thích ăn cái loại dẻo mà sánh á, cho nên mình bấm 7 phút hay 8 phút ha. Thường thường mình nấu 8 phút, nhưng mà bởi vì mình còn phải nấu thêm đậu bỏ vô, cho nên là mình bấm 7 phút thôi. Và bây giờ mình đi nấu nước cốt dừa nha các bạn. Bây giờ mình thắng nước cốt dừa nha các bạn. Đó.
Mình bỏ vào đây 2 lon nước cốt dừa ha. Và nửa lon nước lạnh, nước lọc á. Mình lấy cái lon này nè mình đông. Đó. Nửa lon này, mà một lon này là khoảng 14 ounce, tức là 400ml ha. Các bạn nên nhớ lúc này mình chưa có bật lửa nha, mình chỉ đổ vào đây thôi. Thì bây giờ mình bỏ vào đây một muỗng canh bột năng. Hay bột năng hay là bạn dùng cái hiệu nào cũng được ha, bột năng. Và một muỗng cà phê muối biển. Một muỗng cà phê muối biển. Một gói vanilla nè các bạn, một gói vanilla ha. Và 3/4 cup đường. Cái này là một cup nhưng mà mình chỉ bỏ 3/4 cup thôi nha các bạn. 3/4 cup đường bỏ vào đây. Rồi mình bắt đầu mình trộn lên. Mình trộn cho nó tan bột năng trước khi mình mở lửa lên nha. Đó, cho nó tan bột năng hết. Và mình đợi mở lửa lên, mình để lửa vừa vừa thôi, cho tới khi mình thấy cái nước dừa nó lăn tăn á, là mình tắt liền ha. Đừng có để sôi ồn ụt nha các bạn. Đó, bây giờ mình mở lửa lên nha. Để lửa vừa vừa thôi ha. Đó. Đơn giản không các bạn? Mà ăn rất là thơm ngon lắm luôn á. Bạn nào không có cái bột vanilla thì mình có thể bỏ vào một đây một muỗng cà phê vanilla, cái nước vanilla extract á, và nêm nếm theo cái khẩu vị của bạn. Nhưng mà đừng có bỏ vào đây nhiều quá nha. Bởi vì mình chỉ muốn nó nhẹ nhẹ thôi. Một gói như vậy là 8 gram á, 8 gram bột vanilla. Đó, và mình đứng mình quậy dày cho tới khi nó nóng lên, nó lăn tăn là xong rồi các bạn. Đây các bạn ơi, nước cốt dừa xong rồi nè. Thì nó không có phải lỏng lắm nhưng mà cũng không có đặc lắm nha các bạn. Nước cốt dừa này là ăn với lại chè, khoai môn, chè đậu trắng, chè táo sọn. Nói chung là những liên quan tới chè rất là ngon luôn á. Đó. Các bạn lưu ý giùm mình là khi mình mua cái lon đậu trắng về á, mình nhớ rửa cho thiệt là sạch với nước lạnh nha. Rồi mình mới nấu, bởi vì trong đây nó có cái vị với lại nó lợn cợn nữa, cho nên mình phải rửa cho sạch nha. Đây các bạn ơi, các bạn nhìn thấy L009, nghĩa là hồi nãy giờ cái máy nó đã xong rồi, nó nấu xong rồi, nhưng mà mình ngâm được 9 phút rồi, nghĩa là mình đừng có đụng tới nồi ha. Và mình sẽ để đây cho tới khi cái nút nó thấp xuống cái nút này nè các bạn. Đây cái nút trắng này, khi nào mà nó lún xuống á thì mình mới mở cái nắp này ra được nha các bạn. Thì bây giờ mình đừng có đụng tới nó nha. Đây các bạn ơi, bây giờ cái nút này nè, nó bằng nè, nghĩa là mình có thể mở cái nắp này ra được nha. Đó. Mình cái này, cái loại này thì mình có thể gắn cái nắp ở đây. Đây. Cái lý do mà mình để NPR mà mình không có để quick release á, là bởi vì nếu mà bạn quick release á, cái này nè, nó sẽ cái cháo á, cái nếp này nè, nó sẽ bung ra, nó phun ra và nó phỏng mình và nó dơ nữa. Đó, bây giờ các bạn nhìn thấy nè, 7 phút mà cái họng nếp nè, nhìn nó ngon nó sợ không? Và nó nở ra nè, các bạn thấy không? Đó. Rồi các bạn nhìn nè, nó gần tới max 2/3. Bây giờ mình bỏ vào đây đậu nha. Mình trộn nó lên. Mình trộn nó lên và mình thấy nè, nó lên tới 2/3 nè, phải không ạ? Bây giờ mình bấm cái nút saute nha. Mình nấu nó thêm ha. Đây, bây giờ mình bấm nút cancel, trước hết cancel thì nó off như vậy nè, rồi mình mới bấm nút saute được nha các bạn. Và mình bấm thêm cho tới khi mà mình thấy chữ less, bây giờ nó normal nè. Đó, nó qua more và bấm gần nữa thì nó qua less. Thì mình để đây mình nấu cho tới khi cái này nó sôi thêm 5-10 phút nữa, tùy theo cái sở thích của bạn. Bởi vì mình thích ăn cái hộp nếp á, nó sánh lại, cho nên mình để lâu lâu khoảng 10 phút. Còn nếu mà nhớ phải trộn lên nha. Còn nếu mà bạn không có thích ăn độ sánh đó mà thích ăn cái hạt còn nguyên thì đợi nó sôi lên là mình tắt lửa ha. Đây bây giờ nó bắt đầu sôi á, và mình sẽ bỏ đường vào đây. Mình bỏ vào đây 3/4 cup đường, nghĩa là 125g á các bạn. Thì tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình, có thể là bạn thích ăn ngọt hơn hay là ăn lạt hơn, thì bạn nêm nếm lại
theo cái khẩu vị của mình nha. Đó. Ta-da! Và đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi, chè đậu trắng nước cốt dừa. Nhìn có hấp dẫn không nè? Món nào mình cũng nói hấp dẫn hết. Cái món này rất là đơn giản, dễ làm và dễ nấu nè. Mình chỉ bỏ vào Instant Pot và mình để cho nó nấu. Trong khi chờ đợi nấu thì mình làm nước cốt dừa. Thế là xong rồi đó các bạn. Rất là đơn giản phải không ạ? Mình chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nha. Các bạn ơi, nếu các bạn thích recipe của mình, công thức của mình, mình có để những cái recipe của mình rất là chi tiết ở trên cái website gọi là ktfoodie.com đó các bạn. Và nếu như bạn biết những bạn nào hay là bạn không nghe được tiếng Việt, mình có lập một cái kênh và nói tiếng Anh hết trong đó, chia sẻ từng bước bằng tiếng Anh. Hy vọng các bạn có thể xem và ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm nè. Và bây giờ mình sẽ ăn thử xem nó ngon như thế nào nha. Mình thích ăn chè có nước cốt dừa, mình không có thích trộn lên hết mà mình thích sắn như vậy nè các bạn. Để mình cảm nhận giữa cái độ, cái nếp nè, chè và nước cốt dừa. Ăn nó ngon, rất là ngon luôn á. Đây, cái nếp với các bạn mình thích ăn nó sánh như vậy nè. Đó, nhìn nó hấp dẫn lắm luôn á. Wow, rất là ngon mà độ ngọt nó vừa phải, nước cốt dừa nó thơm, mùi vanilla. Còn cái chè đậu trắng á, thì nó thơm nhẹ cái mùi lá, cái vị lá dứa. Mà nó không ngọt lắm, cũng không lạt lắm, ăn rất là ngon luôn á. Quá là tuyệt vời. Ăn thêm miếng nữa. Cái đậu mềm ngon lắm. Cái lúc mình bấm vô cái nút sauté á các bạn, khi mình bấm nút sauté thì nó sẽ đợi một chút, nó sẽ sôi lên. Thì từ cái lúc sôi đó mình để thêm 10 phút nữa và mình nhớ quậy thường xuyên. Thì sau 10 phút á là ăn được rồi. Rất là ngon. Cái chè này ăn nóng cũng ngon mà ăn lạnh nó cũng ngon nữa các bạn. Không cần hâm lên đâu. Bỏ vào tủ lạnh, để ly ly như vậy nè. Và khi nào mình ăn mình chỉ lấy nguyên ly mình ra mình ăn, mình không cần phải hâm lại nữa. Ngon quá đi. Mình sẽ ăn hết cái chén chè này. Mình chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nha. Nếu các bạn có thắc mắc gì xin để comment ở phía dưới, mình sẽ trả lời nhanh nhất có thể. Và nếu như bạn lần đầu tiên bạn xem video của mình mà thích kênh của mình, xin bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm nha. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.